Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr Money. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp và mình sẽ làm một món ăn từ khoai tây và thịt ba chỉ. Cái món ăn này người Đức rất là thích, món ăn này rất là phổ biến và làm thì rất là nhanh. Thậm chí mình cũng rất là thích món này bởi vì món ăn này không có béo. Ở đây thì mình đã có khoai tây mình luộc chín rồi và để nguội. Còn thịt ba chỉ thì mình mua người ta đã sắc lát mỏng đó, bây giờ thì mình sẽ sắc nhỏ ra. Còn nếu như bạn nào mà mua trong siêu thị thì cũng có cái loại mà người ta đã sắc miếng vuông vuông nhỏ nhỏ sẵn rồi đó, thì mình có thể mua như vậy cũng được. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm món này ha. Ở đây mình có một củ hành tây, bây giờ thì mình sẽ thái nhỏ ra. Bây giờ thì mình sẽ thái thịt này ra Tiếp theo là mình sẽ lột vỏ khoai tây. Thì mình sẽ dùng cái bào này để mình bào mỏng khoai tây ra ha. Ở đây thì mình chỉnh là số 2 nè. Đây mình đã chuẩn bị hai cái chảo, một cái chảo thì mình sẽ rán cái khoai tây này. Và một cái chảo này thì mình sẽ xào cái thịt bụng, thịt ba chỉ mọi người. Thịt bacon. Tiếng Đức thì hay gọi là bacon hoặc là Bauchfleisch. Hai chảo đều nóng rồi, bây giờ thì mình sẽ xào cái này ha. Ở bên khoai tây thì mình cần thật là nhiều dầu. Bên thịt bụng thì cần ít hơn. Mình phi hành cho nó vàng lên một chút rồi mình sẽ cho thịt ba chỉ vào. Bây giờ chảo khoai tây, chảo mà để rán khoai tây đó thì mình phải cho thật nóng mọi người ha, thấy dầu bốc khói luôn á. Khi mà cho khoai tây vào rồi thì mình phải để lửa thật nhỏ và mình sẽ không có đảo ha, mình để cho từ từ cho nó vàng rồi lúc đó mình lật qua sau. Thịt bụng này thì người ta cũng có muối rồi đó, cho nên là mình chỉ cho thêm một chút tiêu vào thôi. Cái này thì chín khá là nhanh nha mọi người.
thịt bụng bây giờ đã xong, mình sẽ tắt đi và chút nữa mình sẽ cho một chút tiêu. Khoai tây này khi mà rán thì mình để lửa số 4. Cái lò của cái bếp của mình á, là có 9 số, mình để số 4 để cho nó chiên nó rán thật là chậm thôi nha mọi người. Giờ thì mình cho một chút muối. Khoai tây này thì chỉ cần cho muối và tiêu. Ở Đức thì có vô số món được chế biến từ khoai tây mọi người. Khoai tây người ta nấu súp này, nấu canh này, rồi những cái món chiên, món xào, rồi bánh khoai tây, rồi pizza khoai tây, rất là nhiều món được làm từ khoai tây. Và khoai tây ở Đức thì rất là rẻ, đi mua chỉ có 1 euro, 2 euro 1 kilo thôi mọi người. Lâu lâu thì mình sẽ dở lên ha, để mình xem là ở dưới nó vàng chưa. Đó, mình thấy nó vàng rồi thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình lật. Đó, khi mà nó vàng như chỗ này là ngon rồi mọi người. Hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một cái điều làm mình rất rất là vui. Bởi vì mình vừa mua một chiếc xe khác. Hôm trước thì mình có nói với mọi người là xe của mình bị hư rồi đó. Thì mình đã mua một chiếc xe khác và mình rất là vui bởi vì mình đăng ký được biển số là 4 số 9. Cái số này thì mình đã thích từ lâu lắm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đăng ký được cái số này và mình rất là vui mừng luôn. Xe thì ngày mai mình mới lấy về. Khi để mai nếu như mà lấy về sớm đó, thì mình sẽ quay cho mọi người xem ngày mai ha. Nhận quà 8 tháng 3 sớm nha mọi người. Cũng có người hỏi mình là mong ước gì cho ngày 8 tháng 3. Nhưng mà mình nói thật sự là mình không hề mơ ước cái gì. Ngày 8 tháng 3 thì đối với mình nó cũng rất là bình thường. Mình không có mơ ước cái gì đặc biệt và mình cũng không có mong chờ gì cái gì từ ông xã mình hết. Nếu như ông xã mình làm cái điều gì đó bất ngờ thì làm, còn nếu không thì thôi. Mình nấu nướng như thế này nè, có khi thì cũng thành công, cũng ngon, nhưng có khi thì bị hư. Ví dụ như là hôm nay là khoai tây mình thấy nó hơi bị nát rồi nè. Còn hôm trước mình và Kevin có làm cái món rau câu thì lâu lắm rồi, lâu lâu thì là lâu rồi mình không làm rau câu. Thì hôm trước mình đi chợ châu Á đó, thì mình có mua một gói rau câu, nhưng mà về thì mình làm nó bị hư, nguyên cái nồi bị hư, thế là đổ đi hết luôn. Cho nên là cũng không có đưa cái video lên bởi vì bị hư đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho cái chỉ này vào, thịt bụng này vào và mình xóc lên. Tại vì mình cho không có đủ dầu, với lại mình cho hơi nhiều khoai tây đó, cho nên là nó hay bị dính đứt chảo. Món prep kartoffeln của mình đã làm xong và hôm nay nhìn thì không được đẹp lắm nhưng mà ăn thì cũng khá là ngon. Miếng nào mà nó vàng thì nó rất là giòn, bởi vì mình cho quá nhiều khoai tây cho nên là nó không có được vàng đều. Hôm nay mình lại chia sẻ thêm một món ăn phổ biến ở Đức. Và mình chia sẻ niềm vui của mình là đã nhận được biển số xe, rất là ưng ý. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại video lần sau.